Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa ở cái bản tin muộn của ngày hôm nay. Thì vì cái lý do là cái cuộc vote ở bên Thượng viện của buổi chiều ngày hôm nay rất là muộn, thành ra là Vanessa bây giờ mới cập nhật được cái thông tin và lên chia sẻ với quý vị. Thì hôm nay như chúng ta đã biết là cái dự tính là bên Thượng viện sẽ vote trên cái ngân sách chi tiêu, người ta viết tiếng Anh là budget resolution, là cái vấn đề để mà thông qua cái ngân sách chi tiêu này thì dẫn đến cái việc hòa giải. Người ta gọi cái từ tiếng Anh thì mình dịch nôm na sang là giống hòa giải á, nhưng mà nó chính là cái bảo vệ cho cái luật mới và đủ cái điều kiện để bác bỏ cái luật cũ 60 vote tại Thượng viện đó quý vị. Thì họ đã vote với cái số vote 50-49 và đã đưa ra những cái chi tiết như sau, thì Vanessa sẽ chia sẻ cái nội dung này và sau khi cái vấn đề gì xảy ra thì họ mới đưa ra cái cuộc vote cấp bách như vậy. Thì Vanessa sẽ đọc trong cái bài báo mới nhất của lúc buổi đêm muộn ngày hôm nay quý vị nha. Cảm ơn quý vị, rất mong quý vị like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho Vanessa. Thì đầu tiên đó là cái cuộc gọi của ông Tổng thống Joe Biden, có cái cuộc gọi để mà gọi là giống như là thúc giục bàn thảo với bên đảng đảng Dân Chủ, và cụ thể là bà Pelosi và ông Chuck Schumer là hai người quan trọng trong cái vấn đề mà đưa tới cái gói cứu trợ để mà vote. Thì trong cái sau cái cuộc gọi mà gọi là đưa ra cái vấn đề trong cái gói cứu trợ 1.900 tỷ á, thì như chúng ta đã thấy là họ đã có những cái sự đàm phán rất là nhiều rồi, nhưng mà cho đến cái thời điểm hiện tại bây giờ thì vẫn không thể đưa đến cái quyết định chính thức. Chính vì vậy mà sau cái cuộc gọi bà, đây là cái bà hay là ông em chưa có rõ này, bà Santim hay là bà ông Santim á, nói là it was clear after the call go big, có nghĩa là hãy đi đến một cái gói cứu trợ lớn đó quý vị. Vì sao? Bởi vì những cái người dân Mỹ, những cộng đồng người Mỹ của chúng ta đang thực sự là bị tổn thương và thật sự cần cái go big này, có nghĩa là cần cái gói cứu trợ lớn này. Thì sau khi mà họ đã làm sáng tỏ về cái quyết định của Tổng thống Joe Biden về cái vấn đề go big đó, thì họ ngay lập tức sau cái câu go big này thì họ đã đi vào vote cái ngân sách chi tiêu đây, cái ngân sách chi tiêu này, và họ thông qua một cách dễ dàng thôi, tại vì cái này chỉ là đơn giản họ thông qua ngân sách chi tiêu theo cái vote của hai bên Thượng viện và Cộng hòa và Dân chủ thôi, chứ không có khó khăn gì cả. Thì vote ở trên Thượng viện chỉ là 50 và 49 vote, thì nó là cái giống như là cái số ghế của hai bên đó quý vị, thì họ giống như họ đếm ghế thôi đó quý vị. Đó, thì bây giờ trong cái vấn đề này thì họ cũng đã đưa ra cái quyết định là trong ngày mai thì bà Pelosi sẽ đưa ra cái giờ để mà vote đó quý vị, vote trên cái gói cứu trợ 1.900 tỷ quý vị nha, chứ không phải là 618 tỷ. Thì chúng ta xem cái đoạn dưới này họ nói về cái vấn đề này, về cái vấn đề gì. Thì ông Schumer, ông Chuck Schumer là cái ông gọi là bây giờ ông ấy thành lãnh đạo của đa số Thượng viện đó quý vị. Thì ông ấy đã tuyên bố chính thức là Tổng thống Joe Biden cũng đã không đồng ý trên cái gói 618 tỷ của bên đảng Cộng hòa, phía đại diện là 10 người. Và tại sao lại 10 cái người này mà không đồng ý, thì coi như là họ không có đồng ý trên gói 1.900, vì bên đảng Cộng hòa mọi người nói là ô thế vậy có 50 cái ghế mà tại sao có 10 người thì giải quyết được vấn đề gì mà sao cứ sợ 10 người này. Thì xin giải thích cho quý vị biết là 50 cái ghế đó thì chỉ có 10 cái người này là họ mong muốn cái gói cứu trợ đến tay của người dân hiện tại ngay bây giờ thôi, mà họ lại mong muốn trên cái tấm check 1.000 này. Chính vì vậy mà không có qua được đó, chứ còn những người khác họ đâu có mong muốn đâu quý vị. Thì chính vì vậy mà tại sao nói là quan trọng cái 10 người này mà họ không đồng ý, coi như là không thông qua được, không thể đủ 60 cái vote được, mà họ cần phải thông qua cái chi tiêu ngân sách là vì vậy.
Đó thì bây giờ ok hết rồi, thì chờ cái chi tiêu ngân sách thì cái lịch trình để vote. Và hôm nay thì trong cái cuộc phỏng vấn của thư ký Nhà Trắng á, thì họ cũng đã nói về cái nội dung của gói cứu trợ cũng rất là nhiều. Đoạn cuối này thì em sẽ để cái đường link vào đây để cho quý vị biết. Và ngày mai thì họ sẽ có cái lịch vote như thế nào. Thì như chúng ta đã biết là gói cứu trợ thì vẫn đang ở trong cái giai đoạn đàm phán chưa đầy đủ về cái phần income. Còn lại là cái phần 1.9 ngàn tỷ này thì họ vẫn cứ muốn giữ nguyên cái tổng giá trị trên cái trên gói cứu trợ đâu quý vị. Thì bây giờ tất cả những cái điều mà họ muốn giống như là review lại một lần nữa trước khi mà họ đưa ra cái lịch vote, thì ngày mai trong cái buổi gặp mặt họp mặt của ngày mai thì bà Pelosi, ông Chuck Schumer với cả ông Joe Biden sẽ đưa ra cái quyết định chính thức cho quý vị để quý vị có thể theo dõi được chi tiết. Thì Vanessa sẽ cố gắng ngày mai xem họ sẽ có cái thông tin vào cái giờ nào vote, thì em sẽ làm một cái video thật ngắn để chia sẻ cho quý vị để chúng ta biết được cái thời gian cho nó. Vì Vanessa biết là hầu như mọi người đều rất là cần biết cái thông tin của cái gói cứu trợ này, vì cái thời gian này cũng đang là cái mùa mà sắp sửa chúng ta khai thuế và nhận lại cái refund thuế đó quý vị, cũng ảnh hưởng đến cái phần khai thuế của quý vị rất là nhiều khi mà gói cứu trợ nó còn chưa thông qua, tại vì nó có cái phần child care tín dụng cho nhà gia đình có trẻ em đó quý vị. Thì income vẫn còn 75 ngàn thì vẫn đưa ra như vậy thôi, cái cap thì vẫn chưa có rõ, chỉ mới rõ là full tấm check 1.400 thì là phải dưới 75 ngàn, và full cái tấm check 1.400 cho cặp vợ chồng thì cũng phải dưới 150 ngàn. Còn lại cái cap có nghĩa là như đợt trước cap thì từ 75 đến 99 đó quý vị, thì bây giờ họ vẫn chưa quyết định được cái cap là như thế nào. Còn cái bên phần người phụ thuộc dependent thì chúng ta cũng mới chỉ biết được cái sườn là tất cả các dependent đều được thôi, chứ còn cũng chưa biết cái nội dung chi tiết ra sao, mà mặc dù nói là ngày mai vote nhưng mà vẫn chưa biết cái bill nó có thay đổi gì không. Nếu như nó vẫn cái giống cái bill cũ của lần trước thì nói chung là rất là phù hợp trong cái thời điểm mà chúng ta đang bị gặp phải những cái khó khăn như vậy. Thì đấy là họ rất nhiều những nhà phân tích của kinh tế họ cũng nói là phù hợp trong cái giai đoạn người Mỹ đang gặp phải khó khăn ở trong cái thời thời điểm bây giờ. Đó thì bây giờ Vanessa cũng chỉ lên để chia sẻ với quý vị là ngày mai chúng ta sẽ có cái thông tin chính xác và cái giờ vote quý vị nha. Và cái thông qua cái ngân sách chi tiêu thì đã chính thức rồi. Đây, ngân sách chi tiêu thì Thượng viện đã vote với cái con số là 50-49 này. Đâu cái này để em mở cái bill ra nhưng mà chưa thấy. Tự dưng đoạn này nó có cái chỗ nào đây? Thôi để ngày mai quý vị nha, tại vì bây giờ Vanessa cũng đang ông Mơ Trần thì ông ấy nói là ông ấy muốn để cái higher way cái lương là 11 đồng kìa quý vị, kìa ông không có đồng ý là 15 đồng. Thôi thì để ngày mai chúng ta sẽ biết thêm những cái chi tiết cụ thể nha quý vị nha. Ôi em ngồi làm video mà như ngồi trên đống lửa ông xã như lợn như tò vè.